Á hậu Hoàng Thùy đăng đàn ẩn ý sau cây lúc nửa đêm, nhà thiết kế Thùy Tiên cũng đanh thép ám chỉ một ai đó. Mới đây, Á hậu Hoàng Thùy trở thành tâm điểm bàn tán khi đăng tải trạng thái tố ai đó cực gằn. Ngay lập tức, cư dân mạng cũng soi ra được nhà thiết kế của Hoa hậu Thùy Tiên cũng đăng tải bài viết ám chỉ ai đó, khiến nhiều người vô cùng hoang mang. Sau khoảng thời gian im hơi lặng tiếng, Hoàng Thùy mới đây bất ngờ đăng tải dòng chia sẻ trên story với nội dung cực kỳ sâu cay. Theo đó, nàng hậu đăng đàn tố ai đó chia ly từng đồng, nhưng thời gian làm chỉ có thêm chứ không có bớt. Hoàng Thùy thẳng thắn cho biết tính mình không thích Thảo Mai nên có sao nói vậy. Cụ thể, á hậu Hoàng Thùy viết, tiền trả thì chia ly từng đồng nhưng thời gian làm thì chỉ có thêm không có bớt, nhờ này nhờ kia. Thà hào sản thì thế nào cũng vui vẻ, nhưng không hào sản thì cái gì cũng phải rõ ràng. Ai đi làm cũng vì mưu sinh thôi, trách mình khó nhưng phải xem lại bản thân mình như thế nào. Tính mình không thích Thảo Mai, có sao nói vậy. Trong bài đăng, Á hậu Hoàng Vũ Việt Nam 2017 không nói cụ thể hoàn cảnh xảy ra sự việc, cũng như không nêu tên đích danh cá nhân nào. Nhưng dân tình đoán và đoán non, chắc là một dự án với nghề mà Hoàng Thùy đảm nhận có sự xích mích. Cụm từ tiền trả thì chia ly từng đồng có lẽ là khoản tiền cachet mà Hoàng Thùy nhận được và theo cô là không xứng đáng với công sức mình bỏ ra. Tuy nhiên, nhiều cư dân mạng cũng cho rằng có thể nàng hậu đang nói đến cách làm việc của một ai đó khi cô luôn trả tiền nhiều và đủ nhưng lại không nhận được thành quả xứng đáng số tiền bản thân bỏ ra. Chân dài xứ Thanh vốn nghĩ là người luôn thẳng tính từ ngoài đời, cho đến việc ngồi ghế nóng tại các game show. Cô luôn đưa ra những quan điểm có phần cứng nhắc và từng gây bão rất nhiều. Đây cũng không phải lần đầu tiên Top 20 Miss Universe 2019 tuyên chiến với đối tác. Trước đó, những ồn ào tại cuộc thi sắc đẹp, ca hát cho đến show diễn thời trang, Hoàng Thùy vẫn luôn trở thành trung tâm của mọi sự chú ý về cả phát ngôn lẫn hình ảnh. Đáng chú ý, ngay sau khi Hoàng Thùy đăng đàn bài viết tố cáo, Đỗ Long, nhà thiết kế thân thiết của Hoa hậu Thùy Tiên cũng bất ngờ đăng tải bài viết ám chỉ ai đó. Nam nhà thiết kế viết, thật thà thì đành mất lòng, mà thật lòng thì mất hết. Dòng trạng thái của Đỗ Long khiến cư dân mạng càng thêm hoang mang và bàn tán không ngừng. Đến nay chưa rõ liệu bài đăng của nhà thiết kế Đỗ Long có liên quan đến Hoàng Thùy hay không. Hoàng Thùy không chỉ là một chân dài nổi bật trong giới người mẫu Việt Nam, mà cô còn là Á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu Hoàng Vũ năm 2017. Năm 2011, Hoàng Thùy đã tham gia cuộc thi tìm kiếm người mẫu cực hot Việt Nam Next Top Model. Tuy không phải là gương mặt nổi bật ngay từ đầu, nhưng nhờ nỗ lực của bản thân mà cô đã giành chiến thắng ở ngôi vị cao nhất. Siêu mẫu Tyra Banks, mẹ đẻ của loạt chương trình Next Top Model nổi tiếng đã từng chia sẻ rằng Hoàng Thùy là thí sinh mà tôi đích thân chọn làm quán quân vì tôi tin rằng Hoàng Thùy sẽ còn vươn xa hơn ở thị trường quốc tế. Đúng như dự đoán, ước mơ của Hoàng Thùy không chỉ dừng lại ở đó. Năm 2012, chân dài nổi tiếng đã lặn lội sang New York để casting cho các show diễn thời trang của những nhà thiết kế hàng đầu thế giới. Tại đây, Hoàng Thùy trở thành một gương mặt sáng giá tại sự kiện New York Couture's Fashion Week và thậm chí còn đảm nhận vị trí vedette trong buổi trình diễn của nhà thiết kế Laurence Dewick. Sự nghiệp của Hoàng Thùy đã sang trang mới khi cô trở thành người mẫu châu Á duy nhất mở màn cho show diễn của nhà thiết kế Haizhen Huang tại tuần lễ thời trang London 2014. Đồng thời, hình ảnh của cô được đăng tải trên trang chủ của tạp chí Vogue. Trong những năm tiếp theo, Hoàng Thùy là siêu mẫu Việt Nam cực đắt show tại các sự kiện thời trang New York Fashion Week, London Fashion Week, Vietnam International Fashion Week. Tính đến nay, cô đã góp mặt trong hơn 100 show diễn, trong đó nắm giữ vị trí vedette của 70 show. Sau một thời gian hoạt động ở nước ngoài, Hoàng Thùy đã quay trở lại Việt Nam. Cuối năm 2017, người đẹp khiến netizen xôn xao khi bất ngờ ghi danh vào cuộc thi Hoa hậu Hoàng Vũ Việt Nam. Bỏ ngoài tai những nghi ngờ và bàn tán, Hoàng Thùy đã tự tin thể hiện bản thân và giành danh hiệu Á hậu 1 cùng nhiều giải khác như Người đẹp được yêu thích nhất, Best Face Award, Best Casual Award. Ở thời điểm hiện tại, Hoàng Thùy cũng bén duyên với công việc ca hát. Cô cho biết âm nhạc là đam mê từ bé của cô, nên ở tuổi 30 chính là lúc cô thể hiện tình yêu với những nốt nhạc.